quý vị và các bạn, trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquaceline lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Vẫn như thường lệ, Quỳ Linh và Ngọc Lan sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn hai cặp đôi đầu tiên để xem họ có bấm nút hay không. Một tràng pháo tay cho cặp đôi đầu tiên. Là hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính một chút xíu. Cũng hơi nóng. Cũng hơi nóng. Nạt lớn không? Dạ không, mà bình thường như nói chị vậy. Hình làm dễ thương. Sao em yêu cầu gái phải sạch sẽ là sao? Tại vì cái tính em dễ thích sạch sẽ. Em hơi kỹ tính một chút xíu cho nên là em rất là thích gọn gàng sạch sẽ. Trời ơi, em rất là sạch sẽ gọn gàng, anh yên tâm, tại em rất thích làm việc nhà luôn. Đồng quan điểm với em luôn. Mời nhà trai. À, chào em trai, ngồi đi em. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào ông Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia. Em tên là Trần Đức Trung, sinh năm 1990, đến từ Xuân Lộc, Đồng Nai. Nghề nghiệp của em là thợ điện công nghiệp. Hiện tại thì đang làm việc tại công ty kỹ thuật đứng máy dập hàng. Mời nhà gái đã nghe rồi ạ. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh và bạn nam bên kia. Em tên là Lê Hoàng Nhật Linh, năm nay em 27 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang kinh doanh tự do. Bây giờ mình cho biết về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là sống vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có trách nhiệm bản thân, gia đình, sống biết quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là biết nấu ăn. Đặc biệt là biết nấu ăn. Không cờ bạc, hút thuốc, nhưng có biết nhậu, nhưng ít. Có đá gà đó. Dạ không, không vấn đề cờ bạc là không có. Không có đúng không? Mình quay qua nhà gái coi. Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái như thế nào nè? Ưu điểm của em á là có tính độc lập ạ. Và em hơi kỹ tính một chút xíu cho nên là em rất là thích gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích làm việc nhà luôn chị. Biết nấu ăn. Còn khuyết điểm của em á là hơi nóng tính một chút xíu. Rất là mau nước mắt. Ai nạt cái là khóc liền. Hơi nhõng nhẽo. Dạ. Nạt cái là khóc nè, bên kia mày mốt đừng có nạt chúng tôi nghe. Vậy chắc không nên nổi nạt đâu ha. Anh thấy em hiền, có nóng tính không vậy? Dạ cũng hơi nóng. Nạt lớn không? Dạ không, mà bình thường như nói chị vậy. À vậy đó hả? Cũng nạt ra lớn quá nha. Anh hồi xưa nạt lớn quá anh nó sợ chứ. Có mấy người yêu rồi? Dạ em trải ra hai mối tình. Người đầu tiên thì năm học cao đẳng năm 2 thì có quen thời gian được 6 tháng có ngỏ lời nhưng mà bị từ chối. Mối tình thứ hai thì sau khi ra trường đi làm cái ngành điện thì được 2 năm á, thì quen cái bé đi làm công trình thì ở công trình có ở trọ. Thì ở gần phòng thì có bé làm học bên cao đẳng y tế, nhỏ tuổi hơn. Xong rồi được thời gian là ý là gia đình biết cô đó là giống như là con một mà quê Hà Tĩnh mà trong này ngoài đó thì giống như là xa, gia đình không muốn cho là quen xa lấy xa. Rồi chia tay luôn. Dạ. Chưa có mối tình nào dài chứ á. Đây là nhóm bên đây có mối tình mấy tháng. Chào em gái. Dễ thương, xinh. Đó. Rồi bây giờ nhà gái nói đi, bao nhiêu mối tình rồi nói cho nhà trai nghe luôn. Dạ em cũng trải qua hai mối tình nè chị. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh thôi. Dạ còn mối tình thứ hai á thì em quen bạn nam cũng lâu nhưng mà tụi em dừng lại á là tại vì hai đứa không có tìm được cái tiếng nói chung cũng như cái quan điểm sống nó khác nhau quá nhiều. Cái thứ hai á là cũng là vấn đề về tôn giáo. Em nghĩ cái vấn đề tôn giáo á thì nó không phải là rào cản. Tuy nhiên là khi mà mình cái tình yêu mình không có đủ lớn á, mình không có vượt qua được cái đó cho nên hai tụi em không có tiếng nói chung về tôn giáo cho nên là cũng rất là khó trong cái việc mà đi đến bước tiếp theo. Đúng rồi. Rồi muốn có người yêu như thế nào nè? Dạ tính là sạch sẽ là đầu tiên, gọn gàng ngăn nắp. Dạ thì biết qua chăm sóc quan tâm gia đình, hiền lành dễ thương. Ủa sao em yêu cầu con gái phải sạch sẽ là sao? Tại vì cái tính em dễ thích sạch sẽ. Em hơi kỹ tính một chút xíu cho nên là em rất là thích gọn gàng sạch sẽ. Trời ơi, em rất là sạch sẽ gọn gàng, anh yên tâm, tại em rất thích làm việc nhà luôn. Hai đứa mình sạch sẽ là cái nhà lắng bóng luôn á. Đồng quan điểm với em luôn. Em cao mét mấy? Em cao mét 68. Trời ơi, để tôi qua tôi hỏi nhà bên gái. Bên kia cao lắm á nha. Bên kia chắc cũng cỡ đó đó. Nhà gái thì sao nè? Mẫu bạn trai lý tưởng của em á thì phải cao. Phải cao.
cỡ từ 1m7 tới 1m75 là được rồi. Bên kia thiếu 2 phân. Mang guốc được không? Dạ được. Bên luôn. Kia mang guốc lên. Được luôn. Rồi sao nữa? Nó nhiều hơn em một xíu. Tại vì cái tính em thì cũng hơi trầm tính. Em ít nói lắm. Cho nên là cần bạn nam là hơi hoạt bát một xíu. Nói nhiều hơn em. Để hai đứa có thể là trao đổi nhiều hôn. Có một xíu hài hước. Ừ. Nay đi với ai vậy em trai? Dạ em đi với lại chị gái, cháu và bạn thân. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, em xin chào chị Ngọc Lan, em còn xin chào họ nhà gái cùng quý khán giả. Theo như em nhận xét thì bạn gái có vẻ xinh đẹp, hiền lành, dáng người cũng cao ráo, nói chung cũng hợp với em trai của em ạ. Thì em cũng mong hôm nay hai em tìm được điểm chung về xây dựng chung một gia đình. Rồi cảm ơn nhà trai. Nhà gái mình hôm nay đi với ai? Hôm nay em đi với ba, với lại chú và anh hai ạ. Cầu ơi. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào nhà gái. Tôi là bố của Nhật Linh, nhận thấy rằng là có nhiều cái tính tình trong đó nó có phù hợp. Mấy cái tính gọn gàng, sạch sẽ. Bé Nhật Linh của chú là rất là gọn gàng và rất là sạch sẽ luôn. Rất là muốn tới đây là lượm luôn cả người rể về chứ không phải là đi không để đâu. Cho nên là rất là mong muốn nếu được thì Nhật Linh với là con đây tạo cho mình một cái cơ hội. Nếu được thì mình tiến tới hôn nhân luôn, còn không thì mình cũng là bạn bè nhé. Rồi bây giờ mở rào hả? Đúng rồi, mở rào. Mở đi chứ, gấp lắm rồi. Đúng rồi, gấp rồi. Mở rào. Bình tĩnh nha, không có nhát nha. Rung cái gì, nhát gái dữ vậy. Nghe nè, qua nói lớn lên. Tặng cái gì nói lớn lên. Nay đến chương trình tham gia bản muôn hò thì em có món quà bó hoa với lại chai nước hoa em tặng em làm kỷ niệm. Dạ. Đầu lên tham chương trình. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Ừ, cảm ơn. Em cũng không biết mua cái gì nhưng mà trùng hợp là em cũng mua nước hoa. Nhưng mà em mua nước hoa dạng mini size để dễ dàng bỏ túi á, để cho anh có thể đi đâu anh cũng mang theo được. Và khi nào mà anh xịt mùi này thì anh nhớ tới em. Trời ơi, tâm lý quá. Thì anh hoàn cảnh thì gia đình là bố mẹ là mất hết rồi. Thì gia đình đất đai nhà cửa là bố mẹ cũng sang tên cho hết. Dạ. Thì cũng muốn lên đây là tìm một nửa. Công việc của anh thì hiện tại đang ở dưới Xuân Lộc. Hai đứa mình lấy nhau á, về đó ở thì có được hay không? Dạ được anh. Em thì em nghĩ là ở đâu cũng được hết. Miễn sao mà mình sống hạnh phúc với nhau là được. Còn em không có quan trọng là ở đâu. Ở đâu mình phát triển được cái nghề nghiệp của mình. Cũng như là cái lối sống của mình về sau. Hai đứa xây dựng tổ ấm thôi. Dạ. Cái công việc hiện tại của em là gì? Thì tại vì là bố mẹ em á là kinh doanh buôn bán là ga gạo với lại bia nước ngọt á, cũng là gọi là tạp hóa đó. Cũng đồng ý nghĩ luôn là anh cũng muốn là sau này lấy vợ là về mở tạp hóa tại nhà. Cũng thể là đại lý gạo, bia nước ngọt, mặt tiền nhà ra rất là rộng. Dạ. 3,000 m² đất, rồi cái căn nhà nữa thì muốn mở kinh doanh tại nhà gia đình theo ý muốn của anh luôn. Lấy liền. Luôn. Lắm luôn. Bắt rễ liền. Tôi nghe thật thì muốn chiều. Là sau này thật sự ý nghĩ của em lên đây là muốn là sau này lấy vợ con về là sẽ để cho ở nhà làm, bán buôn bán tại nhà, rồi chăm sóc gia đình nội trợ thôi. Còn kiếm tiền ở ngoài cứ để em lo. Trời ơi. Rồi, hai bạn sẵn sàng nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm tới 3 nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm cùng một lúc luôn. Rồi, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Rồi, ở đây có người lớn. Xin phép một tiếng cho tụi con tìm hiểu nhau, yêu nhau và hứa cái gì đó với người lớn đi. Dạ, con có chào có... cô chú và cậu và chú. Dạ, hai bác thì con xin là sau này quen, nếu mà hai đứa đến hôn nhân, con xin là để chăm sóc, yêu thương em đến trọn đời ạ. Thủ tục một nụ hôn. Rồi, quà của hai đứa đây. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng hai bạn là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm, nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm.
Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Lan, Nguyễn Linh và cảm ơn quý khán giả. Rồi, mời hai bạn đi đường này. Tuyệt vời, thưa quý vị, đó là một sự kết nối hoàn hảo. Tôi tin rằng với lần đầu tiên gặp gỡ đó, nó sẽ là ấn tượng và chắc chắn là nó sẽ là một chất xúc tác thúc đẩy các bạn yêu nhau nhiều hơn, chăm sóc nhau nhiều hơn. Và một ngày sớm nhất các bạn sẽ thông báo chúng tôi là cưới. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Em tánh hơi mít ướt, vừa khóc. Chị đừng nói nặng nhà trai tôi nha. Hay mít ướt. Trời ơi, bên kia cũng mít ướt. Ba con bé thì đánh đập, với lại không lo làm ăn thôi. Rồi sống không được, chia tay. Nuôi con một mình thôi. Dạ, nuôi con có mình à. Bạn con nào chọc không? Con nào chọc không? Có hả? Con nào hứa nuôi gì không? Có. Có luôn hả? Mà sao không về với ổng? Em sợ. Sợ hả? Sợ gì? Sợ thổ lần nữa. Thổ lần nữa hả? Chung thủy thôi, chứ em cũng không có cần mà đòi hỏi gì. Thật ra thì tới tuổi này nữa, cho nên là thôi, đòi hỏi gì bây giờ. Chỉ mong tìm được người phù hợp thôi. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Mời nhà gái ngồi, để em hỗ trợ. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Em là Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 81, 43 tuổi, đến từ Sóc Trăng. Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 81. Em công việc của em là tài xế. Tài xế xe gì Hoàng Anh? Tài xế xe khách, tại vì em chạy dấu e. Chỗ e là lái xe giường nằm. Xe giường nằm rồi luôn á. Dạ, dạ. 5-70 chỗ ngồi đó. Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Ngọc Hằng và sinh năm 81. Và đang sống ở Bình Dương. Chị Hằng đang làm công việc gì? Buôn bán giấy số nhỏ lẻ. Buôn bán giấy số nhỏ lẻ. Dạ. Mình bán nhà hay mình đi đi rong á, đi hấp nước nơi vậy. Ngọc Hằng, Hoàng Anh, tên ai cũng đẹp hết trơn á. Bây giờ anh Hoàng Anh nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Em tánh hơi mít ướt, vừa khóc. Trời đất ơi. Nó nặng cũng như cái gì. Nó nặng cũng khóc, nó nhẹ cũng khóc. Không có. Không. Chị đừng nói nặng nhà trai tôi nha. Nói nặng khóc à. Còn ưu điểm của anh Hoàng Anh là gì? Bây giờ em biết nấu ăn. Và chuyện gia đình em làm được. Mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì nè? Biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc gia đình, hòa đồng, chia sẻ. Khuyết điểm của em là hay mất ước. Hay mất ước. Trời ơi, bên kia cũng mất ước. Nói nặng khóc hay nói nhẹ khóc? Dạ, đụng tới là buồn là khóc. Đụng là khóc. Trời ơi, chết rồi. Ông về anh không đụng đâu. À, bây giờ mình nói một chút xíu về đường tình duyên của mình đi. Chị kết hôn bao lâu rồi? Dạ, kết hôn được 2 năm và có bé nay chia tay 19 năm. Ba con bé thì đánh đập, với lại không lo làm ăn thôi. Rồi sống không được, chia tay. Nuôi con một mình thôi. Dạ, nuôi con có mình à. Rồi mười mấy năm qua chị có tìm hiểu thêm một người nào nữa không? Cũng có tìm hiểu mà sợ, không dám tiến tới thôi. Trời ơi, dễ thương quá à. Giỏi ghê, nuôi 17 năm nuôi con một mình với công việc bán vé số. Nhưng mà cũng may là cũng có nhà riêng. Có nhà riêng, cũng được giúp đỡ. Anh Hoàng Anh thì
được tình duyên sao? Hai mối tình chính thức. Cái mối tình đầu tiên á là em ở với bà xã em, ở em thôi vợ em là tháng 9 tới này nữa là 3 năm, đúng 3 năm. Có ba đứa con, hai đứa trai một đứa gái. Đứa lớn là nhiêu? Đứa lớn tuổi Tý, hôm nay 17 hay 18 nhưng có. Đứa nhỏ nhất? Đứa nhỏ nhất là hôm nay là 3 tuổi. Rồi đang ở với ai? Đang ở với mẹ. Rồi bây giờ mình nói về tương lai đi. Đúng rồi. Anh nè, chia sẻ cho chương trình biết là anh mong muốn có người yêu như thế nào nè. Chung thủy thôi, chứ em cũng không có cần mà đòi hỏi gì nữa. Thật ra thì tới tuổi này nữa, cho nên là thôi đòi hỏi gì bây giờ. Trời, chỉ mong tìm ơi được người phù hợp thôi. Dễ thương ha, mặt rất là xinh đó. Này chắc đi bán khách ta bán con nào chọc không? Con nào chọc không? Có hả? Con nào hứa nuôi rồi không? Có. Có luôn hả? Mà sao không về với ổng? Em sợ. Sợ hả? Sợ gì? Sợ thổ lần nữa. Thổ lần nữa hả? Thôi được là rồi. Giờ là cũng phải tin chương trình lắm rồi mới lên đây đó đúng không? Bây giờ mình tìm những người thật ra thương mình cũng phải hỗ trợ mình chút xíu ha. Dạ. Chịu tài xế đường dài không? Dạ chị. Dạ chị. Rồi bây giờ mong muốn tìm một người chồng tương lai thế nào? Mong muốn là biết lo làm ăn và biết quan tâm gia đình và chung thủy và đừng có lăng nhăng. Rồi có nên chút hỏi không có lăng nhăng không? Không lên lên ơi, em chung thủy là em không lăng. Không lăng nhăng hả? Không lăng nhăng. Hôm nay chị đi với ai? Dạ đi với bà chị anh. Rồi rồi chào bà chị. Chào em. Dạ em chào chị. Thì hôm nay chị đến cái chương trình này đó, thì chị thấy em với em Hằng thì hai người cũng xứng. Thì giờ ai cũng đổ vỡ hết rồi, thì cho nhau cơ hội để mà mình làm lại từ đầu về sau, để mà xây dựng cái hạnh phúc sau này. Dạ cảm ơn. Rồi. Cảm ơn chị. Nhà trai hôm nay đi với ai ạ? Em đi ơn một mình em. Đi ơn hả? Dạ. Rồi. Đi mình ơn thôi. Vậy đó thì mở đào thôi. Ừ. Mở đào. Bắt đầu thôi Hoàng Anh. Bắt đầu. Dạ anh chào. Dạ. Tặng quà người ta nói gì đó chứ, tặng quà người ta qua cái cười không. Lúc mà em ngồi ghế bên kia thì anh có nghe em nói thì em rất là cảm thấy là mến em. Rồi em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Dạ em ăn cục quê em. Dạ. Em có ngại về làm dâu không? Dạ đó giờ em không có làm dâu, em sống mình nên. Bây giờ mình tiếng gần gần chút mình nói chuyện cho nó ấy, hai người nói nhỏ tôi không nghe chứ á. Thí dụ giờ đến với nhau rồi, cưới nhau rồi, mình ở đâu? Bây giờ thầy tùy theo cái bây giờ, nếu mà về quê em ở cũng được, là hoặc bây giờ về quê của Hằng ở cũng được. Không ngại, anh không ngại gì nữa. Con chị là đang học cái gì? Con bị bệnh. Con bị bệnh trời không có đi học nhà đó. Thành ra bây giờ thêm cái nữa nè. Bây giờ anh có mong muốn có con cái gì không, nói chuyện với chị đi. Sau này anh với em mà thành chồng vợ thì anh chỉ mình kiếm một đứa con gái với anh trai cũng được, một đứa nữa thôi là đủ rồi. Anh có không mong muốn nhiều? Dạ em thấy cũng lớn tuổi rồi mà có con thì khổ lắm, cho nên em không có thích. Mà cứ yêu nhau đi. Đúng rồi. Và biết chuyện đâu, gì tới nó sẽ tới. Tới nó sẽ tới. Thật ra em cũng hiểu tâm lý của chị, là tâm lý của một người mẹ nuôi con bệnh, cho nên là bây giờ mà để sanh thêm một đứa nữa mà mình chăm sóc rất là sợ. Nhưng mà tuy nhiên em nghĩ là tình yêu là nó không có giới hạn đâu chị. Mình cứ yêu nhau đi đã, mọi chuyện thì tính sau. Dạ. Anh mới nếu sau này chương trình bạn muốn hẹn hò, nếu hai đứa mình bấm nút sau này anh hứa anh sẽ lo cho em, không bao giờ để cho em đổ vỡ nữa. Dạ, em cũng mong muốn điều đó. Bây giờ em xin hỏi nhà gái có đồng ý bấm nút không ạ? Dạ có. Nhà trai có đồng ý bấm nút không? Dạ đồng ý ạ. 1, 2, 3. À, chị cho em xin phép em hung em Hằng. Trời ơi. Không phải vô lên. Hả? Lâu lắm đâu được không? Lâu lắm được không hả? Làm cái nữa. Bên kia cho nó đều luôn. Làm cái nữa lên. Trời ơi. Hùng cái mà đang ở quận 7 mà ở Bình Dương còn nghe đó. Lâu quá không có hùng mà hùng. Hùng đã ha. Tê hết trơn luôn ha. Nó chạy rần rần từ ở trên mũi xuống ngón út nha. Trời đã thiệt. Tôi thấy người hạnh phúc cũng hạnh phúc rất lây luôn á. Đây là những phần quà dành cho anh chị.
sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng hai bạn là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm, nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Rồi, xuống dưới kia tâm sự đi. Dạ, có anh chị ạ. Có anh chị ạ. Dạ. Quá trời của đất rồi. Anh hùng cái răng người luôn nội ơi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquaceline lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinsa đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.